Xin được cảm ơn nghệ sĩ guitar Bình An và nghệ sĩ violon Hải Vân đã vừa hòa tấu cho chúng ta nghe những giai điệu rất quen thuộc với bất cứ ai yêu nhạc, để cùng đưa các cô chú, các anh chị và các bạn. Và từ giờ phút này, thay mặt cho không gian âm nhạc Trình Xưa, xin được thưa chung là thưa quý vị và các anh chị, chúng ta đến với một đêm nhạc rất đặc biệt, quy tụ nhiều những nghệ sĩ, những giọng hát được yêu quý qua hơn 60 đêm nhạc mà Trình Xưa đã tổ chức suốt một năm qua. Đêm nhạc đặc biệt với chủ đề Thu Ca để kỷ niệm một năm sinh nhật thành lập không gian âm nhạc Trình Xưa của chúng ta ngày 14 tháng 10 năm 2022 và 14 tháng 10 2023. Hãy chào đón nhau bằng một tràng vỗ tay thật ấm áp được không ạ? Xin được chào đón tất cả các cô chú, các anh chị. Không chỉ có những ai đang theo dõi tại không gian âm nhạc Trình Xưa ở tại phố Nguyễn Gia Thiều rất bình yên của Hà Nội, mà với các khán giả không có mặt tại đây giờ này và đang theo dõi trên nền tảng trực tuyến là fanpage của Trình Xưa, thì một đêm như đêm nay chúng ta đều muốn được nghe lại tất cả những bài hát mà những khán giả thân quen đã nghe trong suốt thời gian vừa qua của những tên tuổi lớn trong nền tân nhạc Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nhạc sĩ Vũ Thành An, nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ Trần Tiến, những người mà suốt một năm qua chúng ta cứ gặp nhau, hát cùng nhau và chia sẻ những câu chuyện riêng của chính mình. Và vì một cái bài toán rất khó như vậy nên thôi, không có lý do nào tuyệt vời hơn là mượn thời tiết để lấy ra những câu chuyện tiêu biểu nhất, những ca khúc nhiều kỷ niệm nhất của tất cả các cô chú, các anh chị. Vì vậy cho nên Thu Ca, một bài hát rất nổi tiếng và cũng là một chủ đề quen thuộc trong âm nhạc, được lựa chọn để cùng với tất cả mọi người chúng ta đi qua ba chương của đêm sinh nhật Thu Ca đặc biệt của phòng trà âm nhạc không gian Trình Xưa của chúng ta. Và mở đầu cho ngày hôm nay, nhân ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, xin được mời tất cả quý vị khán giả của Trình Xưa chúng ta nghe một trong những bài hát đẹp nhất, hay nhất, tiêu biểu nhất về Hà Nội, và nhất là mùa thu Hà Nội. Mà điều đặc biệt là người sáng tác bài hát này cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng chưa một lần nào ra với Hà Nội cả. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc với ca khúc nổi tiếng Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội mở đầu đêm nhạc hôm nay với tiếng hát của ca sĩ Mai Hường ạ. Xin mời Mai Hường. Vâng, lời đầu tiên Mai Hường xin phép gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị khán giả đang có mặt trong đêm diễn đặc biệt chúc mừng sinh nhật của chị Xưa buổi tối ngày hôm nay. Và liên tục chương trình, sau đây xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc có tựa đề Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.